Ngọc, tuần này sắp xếp cho ba làm cứu công dân nha. Mà ba xem trên chứng minh nhân dân của ba không có ngày tháng sinh có làm được không con? Con nghe nói là nếu thiếu thông tin ngày sinh là không được á ba ơi. Ủa vậy giờ sao? Con cũng không biết luôn. Xin chào, mình là Ngọc Ánh. Chào mừng các bạn đến với kênh của công ty luật CIS. Tình huống như trên mà các bạn vừa xem là rất phổ biến hiện nay. Vậy không có thông tin về ngày tháng năm sinh có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chip được không? Trước đây trên chứng minh nhân dân có thể chỉ có năm sinh mà không có ngày tháng sinh. Tuy nhiên theo quy định của luật căn cước công dân hiện hành, thông tin ngày tháng năm sinh là bắt buộc trên mặt trước của thẻ căn cước công dân gắn chip. Do vậy khi người dân khi đi làm căn cước công dân gắn chip phải có giấy tờ thể hiện được thông tin này. Bộ Công an đã có hướng dẫn về trường hợp này như sau. Nếu sổ hộ khẩu không ghi ngày, tháng sinh thì khi đi làm căn cước công dân gắn chip phải mang thêm giấy khai sinh, chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác thể hiện thông tin ngày tháng sinh của mình. Còn nếu các giấy tờ trên cũng không ghi ngày, tháng sinh thì công dân đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh, sau đó mới làm thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định. Công ty luật đã giải đáp thắc mắc của người dân về thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip nêu trên. Các bạn lưu ý để thực hiện cho đúng nhé. Video đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, share và theo dõi kênh của công ty luật để biết thêm các thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có biết tên riêng công ty giống nhau vẫn được đăng ký kinh doanh? Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.